dù là một câu hỏi giản đơn hay một câu phức tạp. Hãy hỏi vì con trẻ hay những lo lắng tưởng như nhỏ bé. Hãy hỏi để chăm sóc yêu thương. Hỏi cho cả những người xung quanh bạn. Hãy hỏi để nuôi dưỡng hy vọng. Hỏi để tin vào điều tốt đẹp quanh ta. Dù câu hỏi của bạn là gì, hãy hỏi đi vì bạn cần được biết. Bạn muốn biết thêm về vaccine, hãy hỏi Google.